Một nông dân tại Trung Quốc khi ra sông câu cá đã bất ngờ nhặt được báu vật trị giá 6.000 tỷ đồng. Sự việc xảy ra vào năm 2009, mới được công bố rộng rãi trong thời gian gần đây. Theo truyền thông địa phương, trong lúc đi dọc bờ sông câu cá, ông Lưu sinh sống tại tỉnh Chiết Giang bất ngờ phát hiện một con rùa kỳ lạ dưới đám cỏ. Lại gần kiểm tra, cụ ông phát hiện con rùa giống như được làm bằng đá, trên lưng có 4 mũi tên bằng đồng. Sau khi đem về nhà và tiến hành làm sạch, ông Lưu nhìn thấy trên thân rùa có một số dòng chữ lạ. Cảm thấy vật này không giống món đồ bình thường, ông đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, các chuyên gia cổ vật tỉnh Chiết Giang đã đến nhà ông Lưu để tiến hành giám định. Bước đầu xác định, con rùa không phải làm bằng đá mà được đúc từ đồng. 4 mũi tên trên lưng cũng vô cùng chắc chắn. Từ dòng chữ ở mặt sau của con rùa, các chuyên gia nhận định đây là một di vật văn hóa bằng đồng từ thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, có giá trị ước tính lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng. Cổ vật này thuật lại câu chuyện trụ vương bắt gặp một con rùa lớn trong một lần đi săn và giết nó bằng 4 mũi tên, sau đó ra lệnh cho nghệ nhân tạo ra con rùa bằng đồng với 4 mũi tên trên lưng để ghi nhớ sự kiện. Mặc dù đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhưng bề mặt của con rùa bằng đồng vẫn bóng láng, vẻ ngoài giống như rùa thật. Ông Lưu sau đó đã quyết định hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc để bảo tồn. Một con cua tuyết mới đây đã được bán với giá lên đến 10 triệu yên, tức là hơn 1 tỷ 600 triệu đồng tiền Việt. Trong phiên đấu giá mùa đầu tiên của mùa đánh bắt cua tuyết tại cảng cá Hamasaka ở tỉnh Hyogo, phía tây của Nhật Bản. Con cua tuyết nói trên nặng 1,2 kg, được gọi là cua Matsubagani. Tên được người dân đặt cho những con cua tuyết được đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam đảo chính Honshu. Người mua con cua tuyết này là anh Ryosuke Uemura, chủ một nhà hàng ở thành phố Kobe thuộc tỉnh Hyogo. Mức giá 10 triệu yên của con cua tuyết này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 3,15 triệu yên được thiết lập tại tỉnh Hyogo vào năm 2022. Ngoài con cua có giá 10 triệu yên, anh Uemura còn đưa ra giá 2,5 triệu yên để mua một con cua tuyết khác trong phiên đấu giá ngày 7 tháng 11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên cảng cá bán ra hai con cua có giá hơn 1 triệu yên trong 2 ngày liên tục. Mùa đánh bắt loài cua đất đền này bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 vừa qua ở vùng biển Nhật Bản. Thưa quý vị, truyền thông Ấn Độ đang lan truyền một câu chuyện cảm động về tình yêu và lòng trung thành của một chú chó đợi chủ trong suốt 4 tháng trước cửa nhà xác của bệnh viện thành phố Kannur, bang Kerala. Những người đã chứng kiến cho rằng con chó dường như cảm thấy chủ vẫn còn ở nhà xác và không hề rời khỏi đây trong suốt 4 tháng vừa qua. Thông tin được đưa ra sau khi nhiều người gần đó cho biết họ đã nhìn thấy chú chó được một người, có rất có thể là chủ đi đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó họ chỉ nhìn thấy con vật loanh quanh ở khu vực đó trong suốt 4 tháng mà thôi. Ông Vikas Kumar, nhân viên bệnh viện ở Kannur cho biết, người chủ sau đó đã qua đời và con chó đã chứng kiến cảnh chủ được đưa đến nhà xác. Chú chó dường như cảm nhận thấy người chủ vẫn còn ở đây và không rời khỏi nơi này trong 4 tháng qua. Ông Kumar nói thêm rằng những ngày đầu tiên ông không phát hiện điều gì bất thường, nhưng mà sau đó dần bắt đầu để ý đến chú chó. Bắt đầu thì con chó không chịu ăn, nhưng mà sau đó đã bắt đầu nhận bánh quy và thức ăn từ người đi đường. Câu chuyện cảm động đã khiến nhiều người nhớ đến chú Hachiko. Chú chó đã đợi bên ngoài nhà ga Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản để chờ chủ trở về. Và chính Hachiko đã làm rung động rất nhiều trái tim của nhiều người trên toàn thế giới. Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Một ca bệnh ngưng tim vừa được cứu sống ngoạn mục sau 3 giờ ngưng tim. Nam thanh niên 20 tuổi bị điện giật, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, nguy cơ mất não và suy đa tạng. Bệnh nhân bị điện giật cạnh áo cá ngưng tim, đồng tử giãn, tay và chân trái có nhiều vết bỏng và da thì bị cháy. Ekip cấp cứu phòng khám đa khoa Hùng Vương, Chân Mộng ép tim ngay trên bờ ao, sau đó vận chuyển gấp nạn nhân về phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Sau 30 phút ép tim, sốc điện, bệnh nhân chưa lấy lại được mạch, song vẫn kiên trì thay nhau ép tim. Gần 3 giờ ngưng tim, mặc dù ép tim liên tục nhưng khả năng tưới và cấp máu cho não chắc chắn rất hạn chế, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ mất não và suy đa tạng. Các bác sĩ đã quyết định hạ thân nhiệt chỉ huy và lọc máu liên tục. Gần một tuần điều trị, chỉ số xét nghiệm cải thiện, các bác sĩ giảm dần thuốc vận mạch, thuốc an thần, bệnh nhân dần tự thở và bắt đầu ý thức trở lại. Hiện sau khoảng 10 ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi và đứng dậy. Thưa quý vị, một số các nghiên cứu trên thế giới chứng minh hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14% và giảm độ di chứng tàn phế xuống 11%. Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy được áp dụng thành công, cứu sống cho nhiều bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện nguy kịch do điện giật đuối nước trên khắp cả nước. Vâng, và do tăng thời gian vàng để cho người bệnh để tiến hành kỹ thuật hạ thân nhiệt là trong vòng 6 giờ khi bắt đầu ngưng tim, ngưng thở.
Và nếu bệnh nhân đưa vào cấp cứu sau 6 giờ thì hiệu quả sẽ không như mong muốn nữa. Theo danh sách các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 3 người trẻ tuổi nhất cùng 39 tuổi đạt chuẩn chức danh giáo sư. Đặc biệt trong số này có 2 giáo sư trẻ tuổi nhất năm 2023 không chỉ cùng tuổi mà còn cùng cơ quan, cùng quê quán. 2 phó giáo sư cùng sinh năm 1984 cùng đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng quê ở Nam Định. Đó là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đại Hải, quê ở Hải Hậu, nhận bằng Đại học Ngành Hóa vào năm 2006 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ năm 2013, phó giáo sư Hải đã công bố 152 bài báo khoa học, được cấp 3 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cùng 5 cuốn sách đã được xuất bản. Hiện anh là phó viện trưởng kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người thứ hai là phó giáo sư tiến sĩ khoa học Đoàn Thái Sơn, quê ở Nam Trực, được cấp bằng Đại học chuyên ngành Toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006. Cho đến nay đã công bố 52 bài báo khoa học, tất cả đều trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản một cuốn sách. Tiến sĩ Sơn được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Toán vào năm 2018 và hiện là quyền viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thưa quý vị, đây là danh sách của năm 2023. Còn nếu tính kỷ lục giáo sư trẻ nhất Việt Nam từ trước cho đến nay, thì hiện giáo sư Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982, công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được công nhận là chức danh giáo sư năm 2017 ở tuổi 35. Và trước đó, thì năm 2011, ông Hiệp cũng trở thành phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 29 tuổi. Một cảnh tượng hiếm gặp vừa được ghi lại tại Thái Lan. Trong đoạn clip được đăng tải, 4 con rắn cuốn chặt lấy nhau, cùng nhau di chuyển như một thể thống nhất trên hàng rào nhà dân. Nam Phang, chủ nhân đoạn clip cho biết, cảnh tượng trên được anh ghi lại tại Bangkok. Trong lúc đi ngang qua khu vực, anh bất ngờ nhìn thấy 4 con rắn lục cuốn chặt lấy nhau như một sợi dây thừng, cùng nhau luồn lách trên hàng rào sắt. Ban đầu anh không biết đó là gì, nhưng khi nhìn kỹ lại, anh đã nhận ra đây là rắn. Đàn rắn sau đó leo lên một bụi tre gần đó rồi biến mất. Rắn là loài được tìm thấy trên mọi châu lục, chúng thường quấn lấy nhau khi thực hiện giao phối. Tuy nhiên, thông thường chỉ có 2 con thực hiện điều này. Trong đoạn clip được đăng tải, có tới 4 con rắn cùng quấn vào nhau, cùng nhau di chuyển khiến nhiều người ngạc nhiên. Rắn lục khá phổ biến ở Thái Lan. Môi trường sống ưa thích của chúng là vườn, khuôn viên. Loài này không có răng nanh, nọc độc và rất ít khi cắn. Chúng thường tìm cách bỏ chạy mỗi khi gặp nguy hiểm.